Rồi, ngày hôm nay tôi giới thiệu đến anh em cái tựa game mới. Con game này là game mobile anh em nhá. Nó là con game có tên là Lie After, một cái con game đang gây sốt ở trên mobile trong thời gian gần đây. Game có cả trên Android, iOS và miễn phí hoàn toàn. Con game này một con game sinh tồn đấy anh em nhá. Trước đây có lẽ là anh em cũng đã từng xem tôi chơi một con số con game sinh tồn trên mobile. Ngày trước tôi chơi con game gì sinh tồn trên mobile ấy nhỉ? Mà nhìn từ trên xuống xong rồi xong rồi cũng phải đi kiếm đồ, xong rồi xây nhà chống lại bọn zombie tấn công vào nhỉ? Anh em có nhớ con game gì không? Con gì cũng nổi lắm cơ, cũng sinh tồn, có góc nhìn từ trên cao xuống nhưng mà mình chỉ nhìn được từ trên cao xuống thôi ấy. Xong rồi mình đi mình cũng build đồ ấy nhỉ? Tôi không nhớ ấy con. Nhưng mà game này tiếng Trung nó đâu? Tiếng Anh mà. Tiếng Trung nào? Ờ đúng rồi, Last Day on Earth, đúng rồi. Last Day on Earth, chuẩn. Sorry nha. Đúng rồi, Last Day on Earth. Đúng. Thế thì gần đây thì bên NetEase, cái nhà sản xuất NetEase là một cái nhà sản xuất cũng rất là lớn đấy. Nếu tôi không nhầm là nhà sản xuất đứng sau con game gì mà giống kiểu con PUBG Mobile ấy nhở? Con Rune Survival đấy. Nhà sản xuất mà đứng sau con Rune Survival, họ đã ra một con game sinh tồn hoàn toàn mới trên mobile có tên là Lie After. Con này thì cách đây khoảng 2-3 ngày nó vẫn còn là tiếng Trung, nhưng mà đến ngày hôm qua, nếu tôi không lầm, ngày hôm qua đã cập nhật phiên bản cực kỳ lớn và đổi sang tiếng Anh hoàn toàn. Cho nên chúng ta có thể trải nghiệm con này mà không phải lo lắng gì cả. Tôi nghĩ là chắc là khoảng tầm 1-2 tháng nữa thôi thì nó sẽ có phiên bản tiếng Việt. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại chơi phiên bản tiếng Anh thì chúng ta đã ok rồi. Một tựa game sinh tồn mobile 3D và rất ngon ghẻ anh em nhé. Tôi nhắc lại là anh em có thể tải con này trên Android và iOS. Nó là một con game online đấy anh em ạ. Tôi không rõ là nó có phải là online chúng ta có thể gặp nhau trong game này hay không. Nhưng mà tôi biết là con game này là có tính năng co-op. Game này có tính năng co-op anh em, tức là chúng ta có thể chơi với bạn bè thoải mái được. Chơi với bạn bè được anh em nhé. Đấy. Hôm nay tôi sẽ thử xem con game này nó có ra cái gì không. Chúng ta cùng vào chúng ta xem. Nặng VL á? Nặng gì? Con này bình thường mà. Tôi thấy iPhone tầm iPhone 7, iPhone 6, iPhone 7 chơi thoải mái mà anh em. Còn điện thoại Android tôi thấy là điện thoại RAM khoảng tầm 3GB thôi, 2-3GB là anh em chơi rồi. Tất nhiên những cái điện thoại mà nó yếu quá thì không chơi được, nhưng tôi nghĩ là con này nặng đẹp mà. Khoảng 2-3GB gì đấy RAM ở trên Android là chơi được. Chip cũng phải ngon tí. Rồi chúng ta vào nhá. Đây hiện tại thì nó mới có một cái server thôi thì phải. À có server C rồi anh em ạ. Ngon. Có server C mẹ luôn. Server cho Đông Nam Á mẹ luôn, ngon. Nancy City. Cả hai server đều đang rất đông. Ta cùng vào Nancy City. Đầu tiên chúng ta tạo nhân vật trước. Nói chung là nhân vật trong này thì anh em sẽ thấy là có, tôi cảm thấy nó có cái gì đó nó gần giống như kiểu con, đây là game mobile anh em nhé. Tôi nhắc lại đây là game mobile chứ không phải game PC. Và với một con game mobile thì đồ họa như này tôi nghĩ là đã quá là ok rồi. Rất là đẹp. Có lẽ nó cũng được thừa hưởng từ con Rune Survival. Chơi gái hay trai đây anh em ơi. Nào lại quay trở về với câu hỏi muôn thuở là gái hay trai. Quần áo gì đây? Mặc bộ nào trông cho đẹp tí nhỉ? Đây bộ màu đỏ đi. Tóc ấy à? Tóc nào trông cho lãng tử tí nhỉ? Đây tóc này trông cho lãng tử nhá. RAM 4GB may ra chơi được. 4GB may ra chơi được nào? 2GB là chơi rồi. Anh em cứ tung tin bớ vẩn. À đây là mặt. Đấy là. Làm quả mặt này trông cho nó ngầu lòi. Tên Dũng CT. Nhẹ nhàng. Confirm. Rồi. Nhân vật nam thôi nhá, mình là nam, đứa ai chơi nữ BD đéo đâu mà chơi nữ. Anh em BD anh em chơi nữ nhá. Tôi không BD. Ô thế đéo là cái tên Dũng CT của mình lấy mất mẹ rồi. Thật đéo hiểu. Mẹ rất khổ anh em ạ, không hiểu tại sao con game nào tôi vào tôi chọn trực tiếp game cũng hết. Dũng CT cũng hết, không biết là Dũng có tâm hết chưa. Không biết là Dũng cũng có tâm. Ôi chỉ được từ 2 đến 7 từ thôi. Khổ thân tôi. Dẻo CT vậy. Khổ. Đời tôi nó cô liều. May quá dẻo CT. Ôi mình có được con chó này. Có bạn đồng hành là chó. Xem nào. Cho chúng ta chọn giữa các con chó khác nhau cho bạn đồng hành sau này đấy. Đi theo mình là con chó.
Làm con chó rồi, con chó này con chó giống Đức. Chó này là chó chăn cừu giống Đức. Rất nổi tiếng trong những cái bộ phim hình sự đấy. Chó này là chó còn cho cái vòng cổ màu đỏ cái trông cho bố đời. Ôi dồi. Đây. Tên. Đây là gì dây các bạn? Đụt. Pet name giật tên là Đụt anh em nhé. Đụt. Thôi, đặt tên là Đạt rồi đấy. Bảo tôi là gọi nó là Dog. Mất hết cả tình anh em. Đụt anh em nhé. Đụt, đụt, đụt. Ờ boom nhỉ? Ờ boom, boom, boom. 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 Đúng rồi, boom. Boom, 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 boom. Con chó của bạn sẽ là người bạn cực kỳ tin cậy trong cái thời kỳ hậu tận thế ấy. Bạn có thể đi ra ngoài cùng với chó của mình hoặc là để chó ở nhà. Chó thể làm rất nhiều việc, thí dụ như là mang theo cái chỉ thị của bạn. Bạn cũng có thể chỉ dạy cho con chó của mình những cái skill mới. Ấy dạ. Sao đéo được? Sao Boom mẹ đéo được? Game mà đéo cho tôi đặt tên chó là Boom anh em ạ. Đéo hiểu luôn. Hòa bình vậy. Rồi. Start the tutorial. Bắt đầu một câu chuyện mới. Đây này anh em nhìn đây này. Con game này nó có chế độ là co-op hoặc là đi một mình. Nếu mà chúng ta muốn chơi co-op nhá, thì chỉ cần là anh em có cái invitation code này. Anh em gửi cái invitation code ở phía bên tay trái này cho cái người bạn của mình. Là người bạn ấy nhập cái code này vào là hai người hoàn toàn thì co-op được cái trò này. Nhưng mà hôm nay do tôi chỉ mới chơi thử thôi, thành ra là tôi sẽ chỉ chơi một mình thôi. Chơi mình trước xem nó game như nào. Và hôm sau thì gọi thêm anh em nào đấy vào chơi cùng, gọi thêm bạn gái ở đấy vào chơi cùng cho vui. Úi giời ơi. Có sao đâu anh em. Con chó nó là một cái vật nuôi rất là được yêu mến mà anh em. Không yêu mến tại sao người ta cấm ăn thịt chó. Có vấn đề gì đâu mà không được đặt tên con chó là Hòa Bình. Rất bình thường anh em nhé. Đã có thanh niên nào rủ tôi vào rồi, kinh không? Đã có thanh niên Black nào rủ rồi, vớ vẩn. Người ta đang chơi mình, rủ gì để yên. Gái thì tôi còn chơi nhá. Hôm nào có bạn gái đã vào chơi tôi nhá. Hẹn trước nhá. Ôi dồi ôi. Đéo gì này. Tôi đang bị so mà đuổi các bạn. Ôi dồi ôi. Mày lão này. Mày lên đây. Con chó ở tôi này. Tôi đang đi trên một cái chuyến xe mà bị bọn zombie nó đuổi theo. Ôi dồi ôi. Mày. Ôi dồi ôi. Thôi lật mẹ xe rồi, xuống mẹ vực rồi. Thôi xong. Thế là xong. Khổ thanh niên đi cùng mình, mẹ nằm xe nó nổ chết mẹ dưới xe rồi anh em ạ. Đéo hiểu. Khổ thân thanh niên đi cùng tôi nổ chết mẹ rồi. Phải cả xít. Con này, cái cảnh ngoài rừng này làm tôi nhớ lại cái xưa chơi con The Last of Us. Kiểu coi như là ông chú với cả cô cháu gái, ông bác cả cô cháu gái lang thang ở trong rừng. Làm tôi nhớ lại ngày xưa chơi The Last of Us. Mình thì không chết, tôi thì không chết mà thanh niên đi theo chết bẹo rồi. Hổ. Press F to respect. Một phút tưởng niệm. Press F to respect. Đây là cái gì đây? Tôi đang ở thung lũng hy vọng. Hãy tìm những cái thứ đồ có thể dùng được xung quanh. Đây là gì? Lie detector. Ô ngon. PDA anh em ạ, máy tính bảng iPad. Ngon. Tôi nhận được cái iPad này. Ồ. Ngon. À ID, đây là ID của tôi. Ngon. Còn cái gì nữa? Gì đây? Ba lô. Ngon. Thực ra tôi đang chơi con này ở trên giả lập trên PC. Chứ còn nếu mà anh em chơi trên mobile thì tôi có thử chơi con này trên mobile rồi. Tôi có thử chơi trên iPhone rồi, đồ họa rất đẹp. Đây là tôi đang chơi bằng giả lập, thành ra đồ họa nó có thể là nó chưa được bóng bẩy 100%.
Nhưng mà nếu mà anh em chơi trên mobile thì rất đẹp. Cái gì đây? Ấn vào cái kit thuốc bandage để băng bó. Giờ sao? Còn cái gì nữa? Con bé vừa zombie ở đâu đấy? Nào! Please! Ôi giời, anh ơi, cứu em anh ơi! Chú ơi! Ôi giời ơi! Chú ơi, bắn nó đi! Nó đuổi cháu này! Chú ơi! Khốn nạn! Mẹ! Hãy đi theo người đàn ông kia! Anh là ai? Alexi ông này người Nga. Ở đây chúng ta an toàn rồi. Cảm ơn ông, không có vấn đề gì. Tôi thấy có một vụ nổ xe, tôi đến kiểm tra thế nào. Mọi người cần phải bảo vệ lẫn nhau trong hoang dã như thế này. Tôi là Alexi, tôi đang tìm kiếm cái người bạn đồng hành cùng mình. Bọn tôi bị chia rẽ nhau. Tức là ông thanh niên kia là ông này là ngày trước cũng đi cùng với ai đấy, nhưng mà người đấy cũng bị thất lạc, ông đang đi tìm. Không có ai sống ở đây cả. Các anh có bao nhiêu người trên xe? Có 3 người tổng cộng cả tôi. Chỉ có 3 người thôi và một con chó nữa. Thế thì hai người kia đã trở thành zombie rồi. Đi. Cũng có thể là như vậy đấy. Không thể như vậy được. Tôi không nhìn thấy con chó nào cả, chẳng có con thú nào cả. Thấy chó của tôi đâu, chó hòa bình đâu. Ôi dồi ôi. Bây giờ cậu cần phải tự tạo một cái dao dựa để phòng thủ. Và tôi phải grab một cái con dao anh em ạ, một cái machete. Tôi phải đi grab một cái machete. Đầu tiên tôi phải chọn vũ khí. Đây là đồ khai thác anh em ạ, có rìu với cả cuốc đây này, cuốc với rìu. Hay đấy. Chọn rìu. Đây tôi sẽ đến, tôi chặt cây để lấy gỗ. Ngon. Chặt ngay. Game sinh tồn mà anh em. Nên là nó cũng có tính năng grab đồ, grab điếc. Game mobile nó chỉ thế, nó đơn giản như này thôi. Nên nó cũng không thể nào được như mà tôi thật với game chứ. Nhiều game PC sinh tồn bây giờ khéo đồ họa đéo được bằng như này. Rồi tôi có gỗ rồi. Bây giờ tôi cần 30 đá. 30 đá. Lấy cái này ra thôi. Game này miễn phí hoàn toàn anh em nhá. Anh em vào chiến hôm nào coi như vào đỡ tôi. Xây nhà xây cửa giống kiểu ngày xưa chơi con Rus ấy. Bây giờ tôi phải đi lấy thêm cái vỏ cây. Vỏ cây. Đấy, làm được machete rồi đấy. Machete đây này. Có rất nhiều thứ đồ mà tôi có thể làm được nhá. Nhưng mà hiện tại nó mới mở cho mình cái này thôi. Lấy được cái machete này. Grab machete đã xong. Tốt. Very good. Đây là các thông tin của mình này. Các thông tin của nhân vật ở trên cái iPad này. Đây là nhiệt độ hiện tại này. Game chi tiết phết. Mặt trời sẽ lặn trong vòng 5 phút nữa. 21 độ C. Đây là các kỹ năng của tôi. Đây là quần áo. Đây là chỗ để mua đồ. Đây là chắc là bản đồ. Còn đây là danh sách xếp hạng. Ok. Pin còn 99%. Đấy là ngon. Mà chạy tay đâu. Ấy. Bây giờ quay lại chỗ ông kia xem ông biết đường ra khỏi đây không. Game này game online đấy anh em ạ. Tức là có khả năng là mình gặp được nhau đấy. Trước đây không phải là game offline, chơi một mình đâu anh em nhá. Anh em muốn chơi một mình cũng được. Nhưng mà theo tôi biết là nó là một con game online nữa. Đây này, góc chê anh em có thể thấy là chúng ta có 3 cột này. Cột máu này, cột thức ăn này và cột thuốc này. Đấy phải thuốc nhỉ? Máu, thức ăn và thuốc. Như vậy là không có uống nước, nó chỗ thức ăn thôi. Đây này, có đây, nhìn cái này là biết là có tính năng online rồi này. Có mic để nói chuyện với nhau này. Mic để nói chuyện online được này. Đấy. Đây là nghe âm thanh xung quanh này. Mic này. Cái này chứng tỏ nó có online rồi. Chúng ta có thể kết bạn được với nhau. Nói chuyện giống như kiểu chơi PUBG ấy. Rồi tạm thời tắt đây đã. Tí nữa gặp anh em nào thì chiến sau. Nói chuyện với ông này xem có cái nào ra khỏi đây không. Tên tôi là Dẻo CT. Dẻo CT anh em nhé. Đây tên đây. Tên nó ghi ở cái PDA. Đây. Profile của tôi đây. Dẻo CT.
Tên đơn giản xẹo xẹo CT đấy, em cứ vào chơi qua cái phần hướng dẫn đi đã. Tôi thấy như phần này đang là phần hướng dẫn thôi. Cái machete của cậu sẵn sàng chưa? Rồi bây giờ chúng ta làm sao? Đây là đường cụt. Tôi phải tìm một đường để ra được khỏi đây. Tôi sẽ kiểm tra xem cái ô tô này hoạt động hay không. Sợ bây giờ cậu đi xung quanh và tìm ra có đường nào ra khỏi đây không. Ok. Đừng có đi xa quá, tôi không cứu được cậu nếu cậu bị tấn công đâu. Rồi. Rồi tôi sẽ đi xung quanh chỗ này kiểm tra xem có chỗ nào ra được khỏi đây không. Con này cũng là... Ôi con hòa bình này. Ôi xôi ôi, hòa bình đây rồi, hòa bình đây rồi. Ôi dồi ôi, mày đây rồi hòa bình ơi. Chó. An toàn rồi. Khổ, cứ tưởng là nó chết. Mày đang cố nói gì với tao đấy? Nó tìm được cái gì ấy? Nó đang muốn nói cái gì với tôi ấy? Nó tìm được cái thứ gì ấy? À, ở trên này. Trên này có một cái thang. Ngon. Ok, cái gì đấy? Làm sao đây? Có thứ gì đấy ở trên kia đúng không? Chồng chó chồng. Ta đoán là đúng như thế nhỉ? Ở đây đúng rồi đúng rồi. Có thứ gì đấy ở bên trên, trên cái cầu thang kia. Berry này, mình có thể lấy được quả berry để thỉnh thoảng ăn cho đỡ đói này. Ok, bây giờ quay về nói với cả ông kia là có đường đi lên. Cube bị lag á? Anh em xem bị lag không? Tôi thấy bình thường mà anh em. Nhưng mà lag anh em thử xem lại mạng mẹo xem như nào nhá. Chứ tôi thấy bình thường mà. Mượt mà anh em lag gì đâu. Đây, chú ơi, có đường lên trên này chú ơi. Cháu tìm một con chó cháu rồi. À, chúng ta có thức ăn đủ cho một tuần. À không, ta đùa thôi. Đệt. Hóa ra ông này ông mẹ đang đùa tôi, bảo là có con chó để có đủ thức ăn cho một tuần rồi. Đấm vào mồm ông bây giờ, định ăn thịt chó Hòa Bình à? Cậu có tìm cái đường nào lên trên không? Có một cái cầu thang ở đằng kia, có thể là sẽ... Nhưng mà chúng ta cần có hai người để có thể trèo trên đó. Ở trên có một cái cabin nhỏ, có thể bên trong sẽ có đồ cần thiết cho cả hai chúng ta. Nghe tốt đấy, đi thôi. Đi. Anh em cứ chơi cứ qua cái đoạn tutorial đây. Đây là cái đoạn hướng dẫn chúng ta chơi thôi. Sau này chắc là mới vào server, lúc đấy mới có online. Trong đấy mới gặp được các anh em Việt Nam. Đây tôi leo trên này. Ông ấy công kênh tôi lên. À đẩy cái thang xuống cho ông ý. Đẩy cái thang xuống cho ông ấy lên. Ok. Cho ông ấy đi trước. Đi chơi chú ơi. Có một cái nhà nhỏ ngon. Chúng ta an toàn rồi. Tìm trong này xem có vẹo gì không. Thuốc. Tốt. Cái gì đấy? Một tiếng gì đấy? Úi dồi ôi. Ấy à. Mày láo. 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 Đéo được rồi, phải đập cái cửa. Chạy 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 chạy. Láo. 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 Chú đâu rồi? Chú Alexei đâu rồi? Sao để cháu một mình qua đây thế này? Chạy đi đâu bây giờ? Nhảy đi đâu? Yes. À đúng rồi, nhảy dưới này. Tí thì chết. Ủa con gì đấy? Con đéo gì đấy? Ôi mẹ. Ủa con gì đây? Ôi cháy cháy cháy, mẹ kinh vãi cả cứt, con đéo gì đây, kinh đéo chịu được. À! Chú ơi chạy đâu rồi chú ơi, nó đâu rồi? Mẹ nhìn như nó như cái con châu chấu ấy. Đéo hiểu cái con này là cái giống gì luôn. Trông kìa. Mẹ giống kiểu cái con giống như kiểu tôi đã biết là con gì luôn. Cậu có sao không? Nó là con gì vậy? Tôi cũng không biết. Nhưng mà tôi không muốn gặp lại con đấy lần nữa. Chỗ này nguy hiểm quá, chúng ta phải tìm ra đường ra khỏi cái khu rừng này thôi.
Bây giờ chúng ta phải có xe ô tô hoặc là một cái trực thăng. Trông đợi vào may mắn thôi. Đi cùng cả ông này đi tìm một cái đi tìm cái xe nào đấy. Từ từ để tôi thuốc phát đã. Xịt adrenaline vào ngay, đầy máu ngay. Ngon. Tiêm máu vào ngay. Ôi thế đéo nó lại có luôn cái helicopter ở trên này luôn, kinh. Ô, có người còn sống này. Ngon. Ngon. Anh này là ai, Frank? Đứng yên. Đừng bắn bọn tôi là người. Ôi dồi ôi. Tôi không muốn coi như là bị ai đó nhiễm bệnh động vào. Bọn tôi không bị nhiễm bệnh. Anh có thấy không, bọn tôi ổn mà. Cầm đi, tôi không ngu. Ôi dồi ôi. Có máu của zombie ở trên người ông. Ông đã đánh nhau với zombie. Ông có chắc chắn là ông không bị nhiễm bệnh không? Bọn tôi không bị nhiễm. Đi, nó đuổi tôi đi ạ. Mẹ bọn khốn nạn. Bọn khốn nạn. Chúng ta có thể cùng rời khỏi đây cùng nhau mà. Đi. Đây, bọn tôi có thể giúp anh sửa chữa lại cái trực thăng. Rồi. Nhưng bọn tôi có thể tự chữa được. Nhưng mà càng đông người thì càng nhanh chứ. Cậu ấy nói đúng đấy. Nếu chúng ta không rời khỏi đây trước khi mặt trời lặn. Đấy. À, nếu chúng ta thể rời khỏi đây trước khi mặt trời lặn, chúng ta phải lo về những cái con zombie vào ban đêm nữa. Thế thì đưa tôi khẩu súng của ông. Odis. Ôi ôi. Ôi dồi ôi. Bắn đi các anh ơi. Ngon. Chắc là nó thấy tôi giúp bắn là nó chắc là nó ok rồi đấy. Thấy không? Bây giờ chúng ta là cùng hội cùng thuyền. Sẽ rất tốt nếu mỗi người chúng ta đều giữ súng. Đừng có lừa lừa tôi. Bây giờ đi ngay sửa lại cái trực thăng đi. Được rồi, sửa đi sửa. Đây, nói chuyện cả ông Alex, Alex say. Tôi phải nói với cậu điều này. Chuyện gì vậy? Hãy cẩn thận trong khi mà tôi đang sửa cái trực thăng. À. Bây giờ ông này ông đưa tôi khẩu súng của ông ấy rồi. Hãy xây một số cái barricade để chặn. Được rồi, ông ấy đưa tôi khẩu súng của ông ấy rồi anh em ạ. Ngon. Reload đạn luôn. Tốt, đã có đạn. Very good. Đến đây học cái công thức để xây cái hàng rào. À, lấy đồ để xây hàng rào. Công thức học hàng rào đây rồi. Ngon. Hàng rào đâu? Đây rồi. Crap. Xây được hàng rào để chống zom. Ok. Đây, bây giờ phải mở ra xây cái hàng rào ở chỗ này. Để cái hàng rào ở chỗ này. Lấy cái hàng rào ra. Như nào nhỉ? À, táp vào đây. Ơ. Sao không được? À, đáp bờ táp vào thì mới được. Rồi 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 rồi. Đáp bờ táp vào thì mới được. Chúng ta xây ở đây. Ok. Xây. Ngon ngay. Mẹ sao bắt xây lắm thế, lại có bên này nữa cơ. Xây lắm xây lốn thế. Nào làm thêm cái nữa. Ừ, nhấp hai lần vào đồ muốn mình giữ. Tôi hiểu rồi. Nhấp hai lần. Kích đúp vào. Xây đi em. Được chưa ạ? Tôi nghe thấy có tiếng động. Bọn zom nó lên đấy. Bọn zom đang đến, hãy bảo vệ cái trực thăng của chúng ta. Súng rút súng ra thôi. Sọc con nhà bà gan ra thôi. Còn đợi cái gì nữa? Bọn
Zom đâu? Chúng mày lên đây. Dăm ba cái thằng Zom. Lên đây. Mẹ tí nữa lại gặp phải cái con quái vật khốn nạn cái thì vỡ mồm. Có mấy con Zom màu xanh thì không hiểu là Zom gì, chắc Zom độc. Người nó màu xanh lét. Lên đây các em ơi. Lên đây. Lão. Lão. Lão này. Con game này có cả xây nhà xinh nhất đúng không anh em nhỉ? Có anh em nào chơi con này chưa? Có cái con game này có xây được nhà không? Lão này. Nó phá đấy, nó phá hàng rào đấy. Mấy con này nó phá hàng rào đấy. Bắn nó trước khi nó phá hàng rào. Lão này. Có đúng không? Có xây nhà đúng không? Ngon. Đợi một bạn gái nào đó vào đây co-op để cùng ở cùng nhà với tôi. Hí hí hí. Hí hí hí. Sập mẹ nó hàng rào rồi. Sập mẹ hàng rào rồi. Sập mẹ hàng rào rồi. Sập cả hai cái hàng rào rồi. Ôi. Xong rồi kìa. Ngon. Trực thăng đã ôi mẹ cái con kiều đến kìa. Đấy. Đúng rồi. Ôi. Ui dồi ôi, nó cóc mẹ trực thăng rồi. Dis. Thất vai cả lin. Mẹ nó khỏe quá. Bao nhiêu công sửa trực thăng mẹ quăng cho. Khổ mấy thanh niên kia lên trực thăng chết mẹ hết rồi. Khổ. Để nó chặt cây phát đã. Live after anh em, tên tôi ghi ở trên đấy đây. Tên tôi ghi ở trên tựa đề đây. Game có tên là Live After. Một tựa game sinh tồn trên mobile đang miễn phí hoàn toàn trên cả Android và iOS. Con này là game online anh em nhé, sinh tồn online. Tôi đang muốn tập hợp các anh em Việt Nam, chúng ta cùng làm cái clan ở trong con game này cho vui. Game này có tạo clan không anh em nhỉ? Tí nữa khi ra tạo cái clan TTG phát. Chúng ta thành lập một đội quân. Ô có cái nhà cũ này. À đây chắc là tính năng xây nhà đấy đúng không? Cái nhà này trông kỳ lạ quá. Giờ sao? Tình huống của chúng ta giờ rất là xấu. Không có trực thăng cũng chẳng có coi như là một cái phương tiện liên lạc nào cả. Và có một cái con quái vật cực kỳ to lớn ở bên kia bờ sông. Tôi cần phải suy nghĩ một chút. Nhưng mà anh đừng có lo. Chúng ta phải sửa lại cái nhà này trước để làm nó thành cái nhà của mình. Tôi không biết là ai xây nhà ở đây nhỉ. Ok. Bây giờ tôi phải đi sửa lại cái nhà này anh em bạn. Đây tính năng xây nhà của con game này đây. Ngon. Thành lập team bại luôn. Em tải game rồi. Đây. Dùng cái gỗ này là mình sẽ repair lại nhà được. Đấy. Ngon ngay. Ngon ngay. Đây này, tab to enter duo. Có nghĩa là chúng ta để chơi duo với bạn nào đấy này. Tôi không hiểu là cái tab enter duo là sao. À đây, invite code đây. Đây là invite code này này. À, khi mà chúng ta muốn chơi cùng cả bạn bè, một người bạn nữa. Ưu tiên bạn gái nhá. Các anh em có em gái nào đang ở đấy không? Ưu tiên gái vào chơi cùng nào. Có bạn gái nào không? Chúng ta có thể dùng invite code để mời bạn vào. Alex xây tìm ra một cái hộp, một cái thùng. Bảo con chó đến xem trong thùng có cái gì. Que, đâu? Từ, chặt đá đã. Chúng ta phải chăm chỉ làm việc. Thảo Vi 2K cho em chơi. Ừ, account của em tên là gì? Server C anh em nhá. Tôi đang chơi server C. Anh em chọn server, nhớ chọn server C nhá. Đồ gì đây? Đồ của ai gửi cho tôi đây? Hy vọng cái này hữu ích cho anh. Ô, ngon. Ôi nhiều đồ ngon quá. Ngon. 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 Có một hộp cá anh em ạ. Đá đánh lửa. Gỗ.
À đâu đây là quặng sắt, tôi nhầm là đá đánh lửa, đây là quặng sắt. Mỗi cái ô này của chúng ta chứa được 200 đá thôi. 400 gỗ. Kia là quặng sắt, tôi nhầm là than. Được rồi, bây giờ như nào đây? Có phải là trong cái hộp đấy có ghi cái tên là Lazarus không? Thì sao ạ? Tôi cần phải nói với cậu điều này. Có chuyện xảy ra với cả Lazarus vậy anh? Lazarus chính là người đồng hành cùng với tôi, bọn tôi bị tách rời nhau ra. Thật sự anh ấy là người đồng hành với tôi. Trong cái cuộc chiến với zombie thì bọn tôi đã tìm thấy nhau, anh ấy đã cứu mạng tôi. Thì hai người đã coi như sống sót với nhau như vậy à? Lúc đó bọn tôi được gửi đến, bọn tôi đến với một cái nhiệm vụ có thể nói là tự sát. À, nhiệm vụ đó là cố gắng để giữ an toàn cho những cái thức ăn. Sau đó bọn tôi tự tạo nên một cái trại nghỉ, tránh khỏi cả quân đội lẫn bọn zombie. Xong rồi ông kia, ông Lazarus, ông đi tìm gia đình của mình, nhưng mà đi tìm quá lâu nên là không thấy quay trở về. Ông Alexei cũng biết là thanh niên kia bây giờ ra sao. Ông có muốn đi tìm ông ta không? Đó cũng là lý do tại sao tôi đi ra ngoài. Nhưng mà nếu mà ông đi một mình thì sẽ rất nguy hiểm. Alexei ạ, cậu nói đúng. Bây giờ chúng ta phải về nhà xem cái ngôi nhà nó chúng ta thể sửa được không đã. Ok, chắc là về sửa ngôi nhà xong rồi sẽ đi tìm ông Lazarus. Kiếp tên đọc khó vãi cứt. Ông đấy là ông đi tìm lại gia đình của mình. Ta trên đất nước hiện tại là nó có hai lực lượng, một là lực lượng quân đội và hai là bọn zombie. Thì có vẻ như là mình là cái người dân mà ngoài vòng pháp luật. Kiểu như quân đội chắc là cũng bắn giết những cái người ở trong cái khu bị lây nhiễm ấy, tại vì sợ người đấy sẽ gây lây nhiễm. Rồi như nào? Ô bưu, ngon. 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 Ngon, ngon quá. Ngon. 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 Lần đầu tiên tôi chơi một con game mobile mà nó tính năng xây xếp của nó ngon như này đây anh em ạ. Đây, đến đây xây tiếp ba cái bức tường ở đây. Cảm giác như kiểu giống ngày xưa tôi chơi con Rus ấy. Cảm giác giống ngày xưa xây con Rus nhỉ. Ngày xưa chơi con Rus cũng kiểu như này. Xây nhà đầu tiên là bằng gỗ, xong rồi sau nâng cấp lên đá, xong rồi sau nâng cấp lên thép. Rồi, giờ là chuyện ông Alex xây. Xây một cái tường và thêm thức ăn, nhưng mà từng đó là chưa đủ. Thế bây giờ làm gì? Chúng ta cần phải làm một vài cái ban công thì chúng ta mới có nơi để nhìn ra bên ngoài, để quan sát bên ngoài được. Rồi tôi sẽ xây ban công. Ngon, ban công đây rồi. Một phát, hai phát, ba phát. Con này cuốn phết đấy anh em ạ. Cuốn phết đấy, đéo đùa đâu. Cuốn phết đấy. Rồi, vậy là đã xong. Rồi, kế hoạch tiến hành tiếp. À, bây giờ là một cái bàn chế đồ có thể giúp cho mình chế ra đồ. Ô đệt, ông này ông ấy sẽ đi ra ngoài tìm thanh niên Lazarus trong vòng 2 ngày, ông sẽ quay về. Cậu sẽ không sao với cả cái ngôi nhà kiên cố này đâu. Tôi sẽ quay trở về trong 2 ngày nữa, tôi hứa. Ông có biết là sẽ bên ngoài nguy hiểm thế nào không? Nếu mà không có Lazarus thì có lẽ tôi đã chết rồi, tôi phải cứu ông ấy. Đó là món nợ của tôi. Hãy tin tôi đi, tôi sẽ quay trở về trong 2 ngày nữa. Rồi ok. Ông này ông sẽ đi 2 ngày. Giờ tôi biết làm gì đây? Xuống làm một cái cửa.
Ở trong cái này tôi phải đi làm cái cửa. Đúng rồi, nhà đéo có cửa, tổ sư. Làm cái cửa đã. Material band là cái nào? Đây rồi. Cửa simple work door, ngon. Có cái cửa rồi. Giờ ra gắn cái cửa vào đây. Đã có cửa. Có cả ơ enter password này, đúng kiểu rush bạn luôn anh em ơi, đúng kiểu rush bạn luôn. Đúng kiểu rush bạn luôn. Ngon. Đúng kiểu rush bạn luôn anh em ạ. Chúng ta sẽ cài đặt password cho nhà. Con này có thể nói là rush mobile mẹ rồi. Ngon. Password ngay. Tao phải che nhá, có anh em biết password là vỡ mồm tôi. Che nhá. Anh em đừng có vớ vẩn. Rồi. Cấm anh em nhìn. Vá vẩn. Nhà mình nhìn từ bên ngoài trông kinh phết chứ đùa đéo đâu. Từ từ tôi phải sao sửa đã chỗ này như nó bị đây sửa chỗ này phát đã. Tìm xem nhà có những cái chỗ nào nó đang bị toang hoác ra đi sửa nốt. Bây giờ tôi sẽ làm cái khẩu súng đơn giản, một khẩu súng bắn đơn giản. Bây giờ là tôi phải đi lấy những cái quặng sắt đã. Đi tìm quặng sắt đã. Có quặng sắt rồi mà. Đóng cửa ngay. Đây, simple rip chắc là ở đây đây. Make weapon này. Simple rip đây. Tôi mới có 6 quặng sắt, cần có 10 quặng sắt mới làm được. Kinh không? Một khẩu súng khá bố đời. Làm ngày xưa nhớ lại chơi con Rust ngày xưa. Con này đúng là phải nói với cái tên là Rust Mobile các bạn. Tôi đi tìm quặng sắt phát đã. À đây rồi, quặng sắt đây rồi. À đéo đâu, đây là quặng đá, quặng sắt đéo đâu. À đúng rồi, đây quặng sắt màu này à. Tôi đã biết là quặng thế nào là quặng sắt. À, mình đi chặt quặng đá nó cũng sẽ ra quặng sắt. À, có một số loại quặng nó sẽ ra, khi mà mình đập thì nó sẽ có một cái tỷ lệ là ra sắt và có một tỷ lệ là ra đá. Được rồi. Quặng giống như anh em á, nó không giống kiểu trong Rust. Trong Rust thì là quặng, các loại quặng nhìn nó khác nhau. Nên trong này là quặng nó nhìn là nó là một loại đá thôi. Người ta cứ chặt nó sẽ ra. Làm được rồi, làm được rồi, làm được sung 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 rồi, làm được sung, làm được sung 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 rồi. Làm được sung sung rồi, làm được sung sung rồi, làm được sung 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 rồi, sung sung rồi. Làm được sung 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 rồi. Ơ, nhầm. Nạp đạn ngay. Dùng thử khẩu súng mình tự chế xem nào. Đấy. Đi lên tầng 2 để bắn chết bọn zombie ở bên dưới. Lên tầng 2 phòng thủ. Zombie đâu? Ôi giời ơi. Dăm ba con zom. Dăm ba. Dăm ba con zom. Dăm ba con zom. Ủa mẹ chúng nó đến đây rồi ạ. Dăm ba con zom. 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 Ô có airdrop kìa. Thế đéo là có airdrop. Có airdrop rơi kìa. Có máy bay thả thính anh em ạ. Ô ngon. Ngon. Xuống lấy thính thôi. Game này có cả mẹ, có cả máy bay thả thính. Yệt như Rus rồi anh em ạ. Rus mẹ rồi. Rus cũng thế mà.
Lại phải đi chiếm thính với nhau rồi. Đéo hiểu mẹ. Yệt như rút mẹ luôn. Lại phải đi chiếm thính rồi. Chuẩn cơ mẹ nấu luôn. Có gì đấy? What this? Bố lão bố lấy. Bố lão bố lấy không? Bố lão bố lấy không? Ông kia ông quay về kia rồi. Từ xem có đồ gì, nãy mình nhặt đồ gì. Nào. Rồi lấy được mấy cái đồ va vật. Ông Alex ơi, ông có vay rồi. Hỏi xem ông đã tìm được cái ông bạn chưa. Tôi về rồi đây. Cảm ơn chú ông về rồi. Ông có tìm cái gì không? Tôi chẳng tìm cái gì cả. Nếu mà tôi không tìm thấy anh ấy, có nghĩa là anh ấy coi như đã rời khỏi cái nơi nguy hiểm này rồi đúng không? Nên bây giờ chúng tôi chỉ cần quan tâm vấn đề làm sao chúng ta ra khỏi đây thôi. Ông nói đúng. Hãy tìm đường ra đi theo tôi. Tôi không muốn mất cậu. Ô thế bỏ nhà này anh ơi. Ủa nhà tôi bị nó phá nát mẹ rồi còn đâu. Đéo để yếu anh, nhà tôi bị nó phá nát mẹ rồi ạ. Khiếp, đúng là nhà gỗ. Dặn bà còn dòm. Ô có cái nhà trong. Thế đéo là có cái nhà trong hang này. Có người vẫn còn sống trong này. Đấy chắc là cái trạm nghiên cứu ra của virus zombie mẹ rồi. Chắc trạm nghiên cứu ra virus zombie. Thằng cha khoa học gia đây. Ai vậy? Như vậy anh đã sống sót sau cái cuộc thử nghiệm. Đấy à. Ô, ông là ai? Tôi là người sắp chết. Không không, tôi là người hiểu được giá trị của cuộc sống. Ha ha ha. Ông làm gì ở đây? Bọn tôi đã khám phá ra sự sống. Quên đi. Hãy để tôi nói để cậu dễ hiểu. Bọn tôi đã nghiên cứu về cách mà virus ảnh hưởng đến sự biến đổi của con người. Nhưng mà khi mà cuộc thí nghiệm đấy quá tầm kiểm soát thì những cái người sống đã bị biến đổi. Đấy, hóa ra chính bọn này là bọn nghiên cứu virus và con virus nó lan ra bên ngoài. Ông thí nghiệm trên người sống à? Con virus khiến cho một người trở nên cực kỳ khỏe và to lớn. Hắn ta tên là Razarov. Ôi đệt, hóa ra là ông Razarov ạ. Ông Razarov là bị bọn này nó nghiên cứu, nó tiêm con virus gì vào người ấy. Thế là ông ấy bị biến thành một cái con quái vật cực kỳ kinh, Mr. X mẹ rồi. Razarov à, nói lại ngay. Ông nói Razarov đúng không? Ông ta đang ở đâu? Ông ta bị biến đổi rồi. Con virus khiến mới bị biến đổi. Bây giờ ông ta đang bên ngoài. Mẹ có khi chính là cái con quái vật to to màu đen đấy em ạ. Đúng rồi, ông ấy có cái mồm rất lớn. Mẹ, chính là cái con quái vật màu đen đen to to mồm mẹ. Kinh kinh đi. Đi. Điều hiểu. Hóa ra ông kia chính là bạn. Bảo sao đéo tìm thấy. À bắn vào đây. Bắn vào cái này để mình lấy được đồ. Hiểu rồi. Toàn bandage thôi. Tên ở trong game của tôi là Dẻo CT anh em. Mà sao anh em không gửi Enesuyen đi dùng gì nhỉ? Chán đấy nhỉ? Hôm nay tôi cứ không nói với anh em. Quên không bảo anh em một cái là anh em lại chả tặng energy gì cho tôi cả. Ô có em gái nào đấy? Ngon. Một em bảo là hãy đi lên cái điểm cao nhất và đừng mang theo nhiều đồ. Một cái ăn nơi có tên là Hope 101. Nói thank you anh em. Úi dồi ôi. Thank you anh em. Thank em thank you. Enter tech đấy. Anh yêu em. Chat thử em mày xem. Ơ sao chat với em ý mà đéo thấy em mới trả lời.
Em khinh anh nghèo à? Mẹ con này mất dạy thật, nó khinh tôi anh em ạ. Bố láo bố lếu. Tôi để bắn mấy cái này ra lấy đồ đã. Chả có đồ bỏ mẹ. Đây kể trong này về cái chỗ có tên là Hốt 101 đây. Có chuyện gì vậy? Tôi vừa mới contact được với cả một cái đội giải cứu. Họ bảo chúng ta tìm nơi thật là cao. Họ sẽ cứu chúng ta ở đấy. Thật à? Ông có nghe tôi không đấy à, Alex đây? Ừ, tìm một nơi thật cao. Cùng làm thôi. Nhưng mà chúng ta không được mang theo nhiều đồ. À bây giờ tôi sẽ vứt lại một cái đồ gì đấy để cho người chơi sau. Đây anh em nhá, anh em có chơi sau anh em vào đây anh em lấy nhá. Ơ? Đây, để lại một ít đồ cho anh em nào sau này vào chơi sau. Tôi bị làm sao nhỉ, tôi bị lạnh đúng không? Tôi đang bị lạnh anh em ạ. Đéo mẹ sao tôi lại bị lạnh thế này. Tiêm thuốc vào. Đúng rồi, kia bị lạnh kinh vãi ạ. Leave a message. Message ở đâu? Đây khổ quá. Dẻo CT tặng anh em. Confirm. Cầm đuốc lên á. Làm gì có đuốc nào đây? Rồi tôi đặt cái message box rồi. Rời ngay khỏi đây thôi. Phắn. Đéo mẹ cho mày lạnh vãi đái. Ôi. À tôi bị trúng độc à? Đâu bị lạnh mà. Cái biểu tượng lạnh ấy kìa. Thành vật của tôi nó còn đang lấy tay nó ôm người mà. Bị lạnh. Tìm cái access card. Cái gì đấy? Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Mở cái cửa khốn nạn này ra. Cái chìa khóa ở chỗ đéo nào? Bà này cầm chìa khóa đúng không? Mẹ, chìa khóa ở chỗ nào? Chìa khóa ở đây, chắc ở đây rồi. Đéo phải. Đây, tôi đi đập tủ đây. Đéo có. À đây con chó nó bảo đây, đây, ở đây, chắc đây rồi. Đúng rồi. Ngon rồi, chạy thôi anh ơi. Ui khiếp, con này nhìn kinh thế. Chạy rồi, chạy nhanh chú ơi. Ở đây ông kia chết rồi. Vãi. Cùng chết với con này rồi. Ông ấy cùng chết với con quái vật rồi. Khổ. Ông ấy lôi liệu rồi, ông cùng chết với con quái vật rồi. Băng bó đi là hết à? Hết đéo đâu, nó vẫn có biểu tượng lạnh nhỉ. Có vẻ tôi bị thiếu áo anh em, thấy vẫn thấy bị chưa? Quái nhỉ, sao đến ra ngoài này tôi vẫn bị lạnh nhỉ? Từ tôi xem nhiệt độ đang là bao nhiêu. 11 độ C bảo sao đéo lạnh. Tôi cần phải có một cái áo. Lạnh mà.
Tôi bảo thánh vật của tôi bị lạnh mà lại. Ngoài trời 11 độ C chả lạnh. Chả có áo sống đéo. Xem có làm được cái áo cái sống gì không. À đuốc đây rồi. Ngon, có ráp đuốc luôn. Đuốc. Đúng rồi. TNA chế đuốc đi ngu vãi lồn. Ok rồi, cảm ơn anh em TNA. Anh em nhẹ nhàng với nhau thôi anh em. Đừng nặng lời với nhau khiến cho chúng ta mất hết cả tình cảm anh em. Đây là radio đây rồi. Gửi một cái tín hiệu đến cho bọn kia. Bọn kia sẽ gửi cho tôi một sẽ bắn phụ cho tôi. Nhưng mình phải giết cái con quỷ thì mới được. Ôi tôi phải đánh bại cái thằng Lazarus. Anh em bảo ra con đấy đã chết đéo đâu. Airdrop thả đâu đây? Lấy đủ đồ xuống để giết thằng Lazarus thì mới đi được. Trong này có đồ gì? Ngon. Súng ngon rồi anh em ơi. Đấy. Quần áo có thứ ngon ngay rồi. Lazarus này. Lazarus này. Quá vãi đại. Tôi đã được cứu. Hí hí hí. Quần áo giờ mình nhìn ngon quá nhỉ. Trực thăng đến cứu rồi. Đấy, bây giờ chúng ta mới chỉ chơi qua cái đoạn nó gọi là đoạn prologue thôi anh em ạ. Bây giờ chúng ta mới chính thức vào game. Bây giờ mới chính thức vào đến đây Hope 101 đây. Đây chính là ngôi nhà chung của các anh em Việt, các anh em đây. Oh, HF Gia Quy. Đâu rồi các anh em Việt Nam ơi, đâu rồi? Tôi vào đến server rồi này, anh em Việt Nam đâu hết rồi? Ôi thế đéo nào, Hòa Bình lại đang chơi cả một con chó cái khác, chúng rất vui. Vãi cả cứt. Ayana. Đây tôi bật cái này lên thì mới nghe thấy chứ. Hello. Hello Yana. Hello. Hello Gia Quý. Hello. Do you hear me Gia Quý? Hello. Hello Koro. Hello. Hello. Đéo thay trả lời kìa bạn tổ sư. Nói chuyện với thằng Bug Slayer. Đây có phải Hope 101 không? À thằng này là thằng bảo vệ ở đây. Có phải là anh là người bọn tôi tìm được ở Hope Valley không? Đúng đấy, tôi biết. Bây giờ anh đi vào đi, Rachel đang đợi anh. Rachel đã kể với tất cả mọi người ở trong Hope Valley về trường hợp của anh. Ôi dồi ôi. Đã thấy mọi người đứng đón chào rồi, kinh không? Quên Rachel đây rồi, ủa xinh thế. Cuối cùng anh cũng đã ở đây, tôi có biết em không? Em chính là người đã liệt với anh qua radio đấy anh ơi, thấy em xinh không? Úi dồi ôi, bọn em mừng quá. À, cái việc khám phá đã khiến cho mọi người ở đây có tìm ra cả một cái khu vực mới. Rất là hứa hẹn. Bởi chúng ta cần phải đi bước tiếp theo. Bây giờ hãy để em dẫn anh vào Hope 101. Chỗ này rất an toàn anh ạ. Ok. Chưa chị đã có gái xinh dẫn đường cho đi. Nhất hạng. À thằng
Fernando này là thằng nó sẽ break tất cả cái resort của mình ra. Tôi nhặt những cái món đồ ấy, tôi mang về thì chắc là thằng này nó sẽ đập, nó sẽ giã đồ ra cho tôi. À, những cái resort của tôi có thể là bị nhiễm bệnh chứ. Đấy, bọn này nó mang đi để nó chắc là để nó sẽ sao thanh niên lại nhét cái quân bài ca cơ ở trên ở cái túi là thì đéo nào. Những món đồ tôi mang về thì không an toàn nên phải mang, thanh niên này nó dã đồ. Ok, vấn đề tiếp theo. Nếu mà bị nhiễm thì có thể đi xung quanh để tìm xem có ai chữa bệnh cho không. Tôi sẽ đợi anh ở Center Fountain. Và mình có thể đi chơi xung quanh chỗ này được rồi. Thích đi đâu thì đi. Quảng trường này anh em này. Không thể có anh em Việt Nam. Ôi thằng này làm cho gì này. Ôi vãi lìn. Mẹ. Ôi dồi. Ủa? Chồng. Hello, anybody here? Hello. Anybody here hear me? Anybody hear me? Are you China? Chinese? Bọn này toàn bọn va vật anh em ạ. Nếu thấy anh em Việt Nam nào trong này buồn với lờ. Chả thấy có anh em Việt Nam đéo nào trong này luôn. Buồn quá. Nhiều gái lắm. Thôi quay trở về gặp em Rachel xem mình muốn nói gì với tôi. Anh em Việt Nam còn đang tải game. Đâu nhỉ em Rachel đâu ở đây rồi. Tôi có thể ở đâu ở trong này? À có thể đi đến bất cứ chỗ nào. Ô, có shop bán vũ khí kìa. Chợ. Có cả nhà hàng mẹ luôn. Bây giờ phải tìm cái con Emma. Thôi nhớ thấy có anh em Việt Nam mà tắt mic kìa. Tôi đi tìm em Emma để bắt đầu cái quá trình check in. Để cho phép tôi vào trong này sống. À, tôi có phải xếp hàng à? Đúng là VIP có khác, anh em thấy không? Mẹ bên kia phải xếp hàng, tôi VIP vào đây đó phải xếp hàng gì sất. Em này cũng xinh đấy chứ, em nào cho mẹ cũng xinh. Rồi, đang chúc mừng tôi vì đã thoát khỏi cái hộp vali. Bây giờ tôi phải đến gặp thanh niên Justin, là cái người đứng đầu thành phố này. Đang ở trong cái tòa thị chính. Ok. Tôi phải xếp hàng à? Thế đéo này có thằng đéo nó chặn đường tôi này. Ơ cái gì đấy? Mẹ bù lao bù lêu. Được không? Mẹ dám chặn đường hành hung tôi. Mẹ giơ tay lên ngay. Lão bồ lều. Đấy, thị trưởng ra mẹ lôi theo quân lính ra bắn chết ngay. Rồi, đối xử với nhau bạo lực cái là bị xử ngay. Tất cả đều phải còn xếp hàng hết. Mọi người nghe đây. Từ ngày hôm nay trở đi, bất cứ ai mà giết cái bọn zombie bằng chính sức của họ thì mới được phép đi vào trong khu này. À, do lần trước là tôi đã giết được cái con quái vật kia tôi mới được vào đây đấy. Mới được thanh niên thị trưởng đặt cách cho vào đây đấy. Ông muốn gặp tôi à? Chào mừng anh hùng của Hope Valley. Sau cuộc chiến tranh tôi chưa thấy có ai có thể sống được khỏi cái hốp vali như vậy. Phi công bọn tôi nói rằng anh đã giết chết con Mutan.
Nhưng mà tôi không giết nó một mình đâu, như vậy còn người sống khác à? Ông ấy chết rồi. Được rồi, đi theo tôi cho anh xem thứ này. Thứ gì? Trông thằng cha này như là hải tặc nhỉ. iOS tiếng Trung nào, Android, iOS đều tiếng Anh hết rồi mà. Bản cập nhật có tiếng Anh hết rồi anh em nhá. Anh em nào mà vào mà chưa thấy tiếng Anh thì anh em ở ngay cái đoạn đầu vào game ấy, cái chỗ mà chọn server anh ấn vào cái hình cái quả đất ấy, xong rồi chọn English. Tôi phải xác định lại với anh em là có tiếng Anh rồi, cả Android lẫn iOS. Đằng kia có cái gì đấy? Đằng cha nó chỉ cái gì đấy? Một cái vùng đất trống. À, bởi vì rất là đông người đến cái thành phố này rồi, bây giờ phải tìm chỗ để xây nhà bởi vì không đủ chỗ chứa. Tôi cần anh phải đến để dành cái chỗ đất đó để... Rồi, tôi đi xây nhà rồi đấy anh em ạ. Giờ tôi đi xây nhà rồi đấy. Đâu anh em Việt Nam đâu? Nãy giờ tôi cũng... À đây à? À đây, Hiếu Vũ. Đây. Friend đây anh em. Add friend đây. Anh em Black Resend chat. Em chào anh Dũng, em mới tạo nick mới. À thế à? Nick kia em chế được Uzi rồi. Ok em. Nick của tôi trong này là Dẻo CT anh em nhé. Dẻo CT. Viết liền nhau. Ra tìm em mày đi xây nhà phát. Đây, nó dẫn tôi đến chính là ngôi nhà tôi luôn đây. Nó dẫn tôi đến chính là chỗ mà tôi ở luôn. Đi ra xây nhà thôi. Black là em, Koro Sensei, ok. Thôi, tôi cứ đợi các chị em gái. Các anh em trai vào đây chơi. Các chị em gái nào muốn ở cùng nhà tôi lập đích nhá. Em mới chế được. Còn anh còn sắp xin được K98. À thế à? iOS tiếng Anh hết rồi mà anh em. Cách đây 2 ngày nó vẫn là tiếng Trung. Nhưng mà tôi không nhầm, hình như hôm qua hay hôm kia là nó có bản cập nhật mới. Bản cập nhật đấy là nó đã có tiếng Trung hoàn toàn, à tiếng Anh hoàn toàn. Tương lai thì hy vọng nó sẽ có tiếng Việt. Nhưng mà phải đông người Việt chơi thì may ra nó mới làm tiếng Việt. Đến nơi rồi. Ôi trời mưa. Ủa, con game mày làm trời mưa thật vãi. Đẹp phết. Mưa. Tiếng đéo gì nhở. Nào, vũ khí của tôi bất bại hết rồi anh em ạ. Tổ sư. Bao nhiêu đồ vũ khí của tôi bị nó trấn hết rồi. Bây giờ phải tự chế đồ. Giờ lúc tôi phải tự chế đồ mẹ rồi. Mấy thanh niên này bị nằm mẹ hết rồi này. Bọn tôi đã thất bại. Những người khác thì sao? Đi về phía trước nhanh lên. Chết mẹ rồi. Tiếng zombie kinh thế. Chắc ở đây nó sẽ cho tôi một số thứ đồ cơ bản. Rồi, bandit. Nào! Mày chúng mày! Ôi mẹ cháy. Nó khỏe lắm. Mù là anh mù như nào anh em? Mù gì? Từ từ. Con
cháu Hòa Bình đã đánh nhau bọn nó anh em ạ. Hòa Bình đã đánh nhau cả mấy con zom. Tốt rồi, nó có công thức để chế một cái cung rồi. Tốt, chế cung luôn. Tôi chế được cung rồi anh em nhá. Nhanh con mẹ nó lên. Cung nhưng mà chưa có tên. À râu đây rồi. Ngon ngay. Ngon ngay. Rồi. Mày chết với ông con ơi. Mày chết với ông con ơi. Mày không chết à? Ngon, lấy được hai cái rìu với cả cái ấy rồi. Nói chuyện đây xem có ai còn sống hay không. À, nói chuyện với cả tổng bộ ở nhà. Bảo là mọi người đã chết hết. Bây giờ tôi phụ thuộc hoàn toàn tôi ở đây thôi. Bây giờ phải tự xây một cái nhà cho chính mình ở đây để mình an toàn. Khổ. Đấy là cái sàn. Em ra chẹo đang liên hệ kìa. Bảo anh có an toàn không, tôi mới nghe được cái báo cáo xong. Mọi chuyện có vẻ rất là tồi tệ. Đấy, bây giờ tôi phải xây một cái nhà thôi. Xây đầu tiên là đặt một cái móng xuống trước. Nào xong chưa, xong đơ ra này. Đéo di chuyển được này. Mẹ, lỗi mẹ rồi anh em ạ. Đéo hiểu lỗi mẹ rồi. Đéo click được gì cả anh em ạ. Gái nhắn tin kìa. À, có người nhắn tin rồi. Đang chơi game mày bình tĩnh cái gì. Bình tĩnh thì đã, tôi làm xong nhiệm vụ đã. Còn đang đơ ra như thế có vào được đéo đâu. Đơ mẹ rồi đây này. Mặt trời mọc rồi. Chắc là tôi phải là log in lại vào thì mới được. Hôm nay khi chơi đây thôi anh em ạ. Hôm nay khi chơi đây thôi. À, rất cảm ơn anh em theo dõi. Tôi nhắc lại con game này nó có tên là Line After. Anh em có thể tải nó trên iOS hoặc Android hoàn toàn miễn phí. Mời anh em vào server C. Tôi tên trong này của tôi là ZeoCT nhá. Rồi. Bây giờ anh em đi ăn cơm thôi. Nghỉ ngơi. Chúc anh em một buổi tối chủ nhật vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Bye bye. See you again.